anh lên được hai cái ốp gương này nha. Đây là cái cụ số này nè, là nó đặc biệt cái trụ trước á, cục này nó bằng chạy sao làm cái cục bằng gỗ luôn nha. Người ta tiện rất là tỉ mỉ luôn nè, rồi rất là vừa vặn luôn nè, đã láng luôn mà nó to này chứ. Và nó đặc biệt cái này, nó lên thêm cái đuôi cá này nhìn rất là sang trọng luôn, nghe đóng cửa thôi sướng nè. Nè, cái dòng này thì có hai túi khí nha, một cái bên đó và một cái bên này nha. Cờ ru 21 nha. Chào cô chú và anh chị nha. Hôm nay lại Pháp Anh lại về thêm một cái dòng xe, đó là cờ ru nha. Tại vì cái dòng này mấy bữa nay là bên em là bán rất nhiều, được khách hàng tin yêu quý nên những cái dòng xe này Pháp Anh bán một ngày có thể là bán 1-2 chiếc luôn đó. Tại vì cái form xe này rất là đẹp nha anh chị nha, cái form nó rất đẹp. Cái dòng cờ ru này thì cái form nó đời 2011 luôn nha, khá là cao luôn. Đây cái biểu tượng logo nó đây. Dòng này thì nó nhập từ Mỹ nha, chị thấy không, đèn và sợi nước sơn màu trắng luôn nha. Đây và cái mâm này là mâm theo xe luôn nha, mâm theo xe. Và cái vỏ nó cũng được 80%. Để em quay sơ một vòng luôn nha. Mấy phần này ốp được ốp hết. Cà ru nha. Mang biển số là 47A01753 nha. Và nó đặc biệt cái này, nó lên thêm cái đuôi cá này nhìn rất là sang trọng luôn. Và những cái dòng này á, em nói với anh chị, những anh chị nào á, mà có chạy dịch vụ vẫn được luôn nha. Tại đời nó cao mà cái form nó rất là đẹp, cho nên chạy dịch vụ vẫn còn được nha. Chở cô dâu này kia là vẫn là ok. Mâm đúc này bốn cái vỏ nó như nhau luôn nha, bốn cái vỏ như nhau luôn. Cái tay nắm nè nhìn rất là chắc chắn luôn. Thì em sẽ đi luôn, mở luôn cái phần cốp này cho anh chị xem. Bên trong những cái phần bên này là nước sơn rin hết nha. Thì cái dòng xe này thì không ai chạy dịch vụ gì nữa nha anh chị nha. Nó chịu là chạy gia đình là nhiều, trong ra nó còn giữ rất là kỹ. Những cái đường nét này còn mới nguyên luôn nha. Kiếm lên xuống này, rất là chắc chắn luôn. Mở cửa ra mà đóng cửa lại nghe nó tiếng nghe không là nghe được cùng đủ sướng rồi. Những cái phần nách này, những cái đinh này, bấm này, còn nguyên. Khi một khi mà bên em đã lấy xe là bên em cũng đã lựa chọn rồi nha, kỹ cửa. Những cái cửa thì nó đã được dán 3M hết rồi, cách nhiệt hết rồi. Phần nách này. Thì ghế của xe là ghế da luôn nha anh chị nha. Ghế da. Đây, đi về cái phần cốp sau nha. Em mở luôn cái phần cốp sau luôn. Để quay kỹ cho anh chị xem là hết tất cả luôn. Cốp là xài cốp điện nha. Mấy dòng này nó hay chỗ nó. Cốp xài cốp điện hết. Khoan rất rộng luôn, chở khách đi du lịch hay đi chơi gì đều được hết, thoải mái hết. Vỏ mấy này người ta dán cho nó đỡ xét đỡ gì đó. Những phần bên này nách này. Mấy dòng cờ ru này thường nó rất là chuẩn luôn nha anh chị nha. Nguyên hết, nguyên xi hết. Đây, em mở nốt luôn cái phần cánh cửa bên này. Cái phần mà tắp lô, tắp bi nè, nó còn giữ nguyên luôn nha. Giữ nguyên luôn. Tiếng bấm lên xuống nè.
hoạt động rất là mượt luôn nha. Phần nách đây có cái loa, nó là bốn cái loa, bốn cánh cửa, bốn cái loa luôn nha. Rồi còn cái ghế bên trong đó là ghế da thôi nha, ghế da thì còn khá là mới, chưa rắc rưới gì hết nha. Đó, anh chị thấy đó. Nghe đóng cửa thôi, nghe đã sướng rồi. Nghe đóng cửa thôi sướng rồi. Này. Lên xuống nè. Được, đều được dán 3M hết anh. Chống nóng hết anh. Rồi, phân trong cái phần bên trong này luôn. Đây, phần trong này là xe, này là xe số sàn nha anh chị nha. Những cái mặt lô còn coi như là nó giữ nguyên rồi. Máy lạnh. Cái dòng này thì có hai túi khí nha, một cái bên đó và một cái bên này nha. Nhìn nó có những cái hộc đựng đồ, em để điện thoại đó, cái hộc này, cái chức năng này, giờ che nắng này. Cái trần trên này là... trần trên này là trần nỉ rin nha, và đã được bọc ni lông hết rồi. Đó, bọc ni lông hết rồi. Nè, nhìn cái mặt lên trên này các bạn nè, khá là sáng luôn. Này, này hộc đựng đồ. Cái xe này thì em cũng nói luôn là nó chưa có màn hình nha. Còn cái đầu này là đầu rin của nó, thì nó sẽ, anh chị nào xài thì anh chị cho cái đĩa vô đây là nghe nhạc thôi nha. Còn về mà anh chị thích thì anh chị lên cái màn hình, lên camera gear thì đi nó cỡ đó là phù hợp. Em nghĩ là phù hợp. Để tiếp em quay luôn cái gầm cho anh chị xem, coi cái gầm coi nó có như thế nào nha. Thì anh chị cũng đã thấy rõ cái phần gầm á, rất là chắc luôn nha. Kiếm mục cũng khó lắm á, mấy cái dòng này. Quay kỹ cho anh chị thấy. Cái nước nó nhỏ nhỏ là nước máy lạnh nha anh chị nha. Chứ anh chị nghĩ là sợ tưởng là nước gì, nước mà ra càng ra nhiều thì nó càng tốt á, máy lạnh nó càng lạnh. Nè, quay luôn cái phần bọng dè này. Quay luôn cái phần bọng dè này. Đây là cái cụ số này nè, là nó đặc biệt cái trụ trước á, chạy sao làm cái cục này nó bằng gỗ luôn nha. Người ta tiện, rất là tỉ mỉ luôn nè chị thấy không, rờ rất là vừa vặn luôn nè. Đã không? Nhìn rất là đã luôn, láng luôn mà nó to nữa chứ. Thì cái xe này á, thì bê trụ trước người ta cũng đã lên được hai cái ốp gương này nha, ốp gương này. Nhìn nó rất là sáng luôn, hai bên luôn nha. Đây có cái xi nhan bên hông này nè, khi mà anh chị qua đường á, mấy cái xi nhan này nó rất là lợi luôn. Còn có cái lên luôn cả cái này. Cái này là chrome này là trước sau là được hết luôn nha, làm hết luôn. Đây em sẽ mở luôn cái phần nắp capo cho anh chị xem. Thì mình sẽ kiểm tra coi cái đầu nó như thế nào và cái nắp capo nó ra sao nha. Và máy móc nó hoạt động có độ hơi hay không luôn nha. Đây mình sẽ đi sâu vô trong nè. Anh chị thấy cái máy đang nổ luôn nha, mà rất là êm. Thì trước tiên em mở luôn cái này cho anh chị xem nè, coi cái máy nó như thế nào. Đó, em bên em đi mua xe cũng vậy, đi mua là phải kiểm tra cái này. Nếu mà kiểm tra cái này mà không kiểm tra cái này về thì có thể là làm mất hết chục triệu nha. Đâm ra là phải kiểm tra kỹ. Và thứ hai là phải kiểm tra mấy cái phần đầu, và máy nó có nhớt nhau gì, nó có xì gì không. Đó thì anh chị thấy rồi đó. Còn cái em cũng nói thêm luôn là cái quạt này nha, lâu lâu anh chị chạy á, là phải để ý cái quạt này. Nếu mà cái quạt này mà dạ nhiệt mà nó không có chạy á, thì anh chị mà chạy một lúc thôi là nó sẽ bị lúp bê máy liền. Cho nên lâu lâu phải coi
kiểm tra cái này. Đây, đi mấy cái phần nách này, mấy cái cột này. Đó, thì đây kiểm tra mấy phần cột này, cái hộp điện đây nha. Cái bình này khá chắc chắn luôn. Anh chị cũng thấy đó, là nó rất là gọn gàng. Nếu mà cái bộ máy mà nó gọn gàng như thế này thì mình sẽ là nó không bao giờ ngập nước nha. Còn mà cái bộ máy mà dây rợ tùm lum thì cái xe đó chắc chắn là ngập nước rồi. Đây cái đi luôn cái phần nắp capo. Nè, vạch luôn mấy này cho coi luôn nè. Đó, nó trong mấy cái đường chỉ trong này. Cái phần bên này vậy nè. Thì cái xe này là của bên Gia Lai Đắk Lắk á, đâm ra là cái màu cũng nó hơi là màu đất nha. Cũng tẩy rửa rồi đó, nhưng mà có cái màu nó màu đất, nhiều đất đỏ. Thì cái xe này hiện là bên em đang rao bán với giá là 255 triệu nha anh chị. 255 triệu. Thì anh chị nào thích thì hãy alo cho bên em. Thì chắc em cùng kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại.